Xin chào quý anh chị và các bạn nha. Thì hiện bây giờ mình đang ở ấp 3B, xã Tân Thành Đông của huyện Củ Chi các bạn. Thì hôm nay mình gặp tình cờ thấy một ông cụ ở trong bãi đất trống các bạn, thì che đám bạc ở trong bãi đất trống. Mình cũng vào đây để tìm hiểu sự thật và hoàn cảnh của ông cụ này như thế nào nè. Thì xin mời quý anh chị và các bạn đi theo chúng mình đi vào tìm hiểu ông, tại sao mà ông ở đây nha. Thì mọi người theo chân mình đi vào tìm hiểu câu chuyện của ông cụ này là như thế nào nha. Con chào chú. Dạ. Dạ. À, thôi cái này sao chú mang ở đâu về nhiều dữ hả? Ngoài chợ á. Dạ. Ở chợ sao không để chỗ khác, để chỗ này nó chật chội dữ vậy chú. Hồi xưa nhà ông giờ ở đây. Dạ. Tôi đau nay mười mấy năm phải chịu vậy. Yeah. Sáng mai rồi đi chợ. Yeah. Chiều về đến bữa tôi đem về con không cần, con không cần. Yeah. Nó bệnh thì không cần. Yeah. Em thấy nhiều ngày rồi rồi lại không nước nhiều lắm. Yeah. Mấy người kia người ta nhằn ghét. Yeah. Người ta nhằn ghét lụm bóp, còn vô đây chứ không trước nhiều lắm. Dạ, yeah, đúng rồi, mình xả ra rồi người ta ở bên xóm rồi không? Rồi thấy hồi nhằn. Dạ. Yeah. Rồi chú ăn uống gì chưa? Có. Dạ, yeah. Cái này là đâu ra chú? Cái này tiệm á. Dạ, chú mua gì hả? Người ta cho. Dạ, yeah, người ta cho mang vô đây cho chú hả? Dạ. Yeah. Lúc sáng ăn gì chưa? Cái ngày có tự túc cẩn trần. Dạ. Ở trên hay rồi sao không vô nhà ở cho nó mát mẻ rồi chú ở đây chú? Mấy em tụi la. Dạ mấy ông. Dạ. Trên xuống nhiều đau á. Dạ đúng rồi. Tôi vô tổng tắm mất nước thì dạ đúng. Là ý là tắm rửa xong rồi ra ngoài. Dạ. Thì rồi chú ngồi ở đây lâu chưa? Lâu à? Ừ. Mấy năm. Dạ. Rồi ngồi ở đây rồi ai cho gì ăn nấy ha. Dạ. Dạ. Rồi những cái thứ này chú mang về là ở đi chợ hả chú? Đi chợ. Dạ. Đi chợ cái này người ta bỏ rồi mà. Ừ. Người ta bỏ rồi. Dạ. Không có cái này tấu lạnh. À chứ rồi. Không gió. Có này tấu lạnh nha. Ừ, gió lạnh. Dạ. Cái dây nhựa đó đang làm gì đó? Là vậy chưa biết làm gì. Dạ. Tại vì rảnh ở thăm có nợ thuộc rồi chứ chưa biết làm gì. Dạ.
Năm nay rồi chú, trưa có nó nóng rồi có chịu nổi không? Không, chịu không nổi. Chịu không nổi rồi vô nhà tắm hả? Xới qua. Dạ. Tắm mũ nóng phòng 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 phòng. Dạ. Hôm nào từ mới tới trưa. Nửa buổi mai tới xế chiều. Dạ. Hôi ướt nhẹp. Rồi nước này đâu ra chú? Nước múc bên này nè. Dạ, nước múc bên nhà này. Dạ. Dạ thôi con xin phép chú. Anh lúc bên nhà là lúc trước là đau anh. Sao? Anh bên nhà là lúc trước ông người đây luôn hả? Ông anh không phải hả? Anh chồng chị ổng cũng ở xã này. Ở xã này hả? Nhưng mà ấp 3. Dạ. Này ấp 3B. Cái này mà nói thật tình ra ở đây bà này thì nó có cũng như cái chương trình ví dụ Tết có quà gạo Tết này kia gì đó chứ còn thật ra và nói chung là cũng có hỗ trợ, nhà nước có hỗ trợ nhưng hỗ trợ quà Tết. Chỉ có ông anh bên giám định Tâm Thành là một tháng lãnh 2507 thôi. Yeah. Tết cho phần quà mà khác phần. Chia sẻ, mình cũng muốn chia sẻ cái vụ huynh đệ là bà con thấy mình nhà tới cũng muốn hỗ trợ lên cái mặt bán để cho có nhiều cái cầu nấu. Mà đâu khi thật sự như ông anh tới trao đổi với em, thật sự 6 năm nay cũng là như này. Cái này thật sự không phải anh nói để em thương em. Nhưng mà khi anh bước vào đạo rồi bị đạo tu Phật và tu giả, nếu người tu Phật không cần nhiều tiền lắm đâu. Người ta chỉ có nuôi cái thân người ta để mà có ngày ta kinh trợ, người ta hầu hướng. Chứ còn không phải như ngoài đời tranh luôn. Ăn thịt, ăn cá, ăn này, ăn kia, xe này, xe nọ. Mặc đồ này, đồ nọ. Còn ăn, mình chỉ biết mình được tu. Làm sao cho cái đường tu mình nó an nhàn, thoải mái. Tâm mình thanh tịnh. Cái đó mới được. Người tu. Thật nhiều người nói, mình nói nhiều người tu rất là so sánh. Cho nên thật sự đối với mình nhưng tinh thần hầu hướng giờ ra đường đừng nó dốc nó xạo đường ra đường đảo ta sẽ kiếm không nên nó thật nay tôi nói tôi có sai với cậu mày không tiền đó. Bây giờ tôi thấy là sai, nếu tôi không gặp mặt nữa trực tiếp tôi điện thoại tôi xin lỗi. Không xin lỗi mình cái sai của mình không biết xin lỗi người ta, mình không nhận cái sai ra thì tu gì, rồi tu sao, rồi ông bà nào kính cho mình khi đắc đạo, rồi ông Phật nào của mình, các ông cụ hiền nào khi gì đó đắc đạo là chuyện đời không còn. Mình muốn đi chùa đó mà một vị sư hay vị sư gì đó mà mình nản lòng không nên, mình cứ vẫn tới mà lại Phật tâm nguyện sinh cái gì đó, nguyện sinh sức khỏe cái gì đó, nhưng mà nên nhớ ở tâm bảo nguyện sinh sức khỏe thôi. Còn ra mẹ muốn sinh đồng nhân thì ra mẹ. Còn ở Phật tâm bảo bí giống Phật, ông là thái tử mà ông còn bỏ phương tiện của ông bỏ tiền tài hết vợ con hết luôn, tu mà giàu sang cho nên sắc đẹp rồi ông bỏ hết rồi, ông cho mình.
không cho được đó, không ăn được. Cái pháp thần thông cũng không cho được đó. Nhưng mà không làm được chuyện đó. Bởi vì Đức Phật nói một Phật, Đức Phật không ban phước cho bất cứ vị nào, người nào mà không gián quả cho bất cứ người nào. Đức Phật chỉ tu hướng dẫn mình tu. Chỉ dạy cho mình cách tu. Tu hướng dẫn dạy mình tu không. Còn tiền bạc bên cha mẹ, tức cha tài mẹ đất, chủ quyền của mình, mẹ quân anh, là tiền sinh ở đó. Ai mà vô sinh ở Tam Bảo là không không sinh hoài, sinh tới chết luôn không có. Em mà tới chùa là em chỉ còn mong cho sức khỏe thôi, sức khỏe gia đình, sức khỏe chống sinh, rồi không có mong gì nữa. Cần cái sức khỏe, mình có sức khỏe mình mới đi làm. Cái hồi thì ông bà mới đậu cho mình làm sức khỏe, có sức khỏe đậu cho mình làm, có đồng năng rồi lo cho gia đình, cho vợ, cho con, ví dụ nó vậy. Còn anh đây, anh chỉ biết kinh xong, anh chỉ biết quỳ lại hồng hướng xin cho cả dân dân bá tánh, cả cái trái đất này. Nói chung là được ăn no và mặc ấm là đủ rồi. Chiến tranh cho định có chiến tranh và mình hàng ngày kia, hiện nay hôm nào nay có cái dịch này phải cầu nguyện cho hết cái dịch này để cho dân chúng đừng làm than chết người dương, người âm dương tới người dương, anh ta làm ăn có sức khỏe, làm ăn đồng năng giàu hết giờ bệnh dịch cho dân mà trở lại hoạt động bình thường này kia rồi. Những người đa số những người nào thì người nào cũng phải cầu nguyện. Khi mà cái người bạn ở Đồng Nai hỏi anh giờ bạn làm gì, mấy ngày nay ngồi cứ nằm trên cái dẫm nghe trong mẹ đang ăn, mình giờ mình trành, cái người bạn là cười, ủa bạn không cái nằm trên cái dẫm nghe cho mẹ dọn tài gì, mình cũng biết nữa. Mà không thấy buồn buồn dọn tài. Cái nào cái nó hỏi tiếp nữa, cái nó không có, tại nói cho vui với bạn dọn tài chứ mình dọn nó hoài. Nó có cái gì dọn nó hoài chứ vậy? Nói nè, bạn là mẹ, mình là con gái. Cái nước hoài, dân... Mình nằm xuống mình dọn nó hoài chứ thật sự, cái tâm của mình hướng về nước hoài. Ví dụ Mỹ, Tây, Vân Nga, Ý, Pháp, đây, Nhật Bản này kia đó. Bạn nằm ở đây, bạn tương nó, đất nước của mình, đồng ý nó xảy ra nhưng mà đất nước của mình ít. Còn bạn dòm kỹ, bạn cứ không tin tiền trừng, tiền không đại chúng gì, tên mạng gì của bạn cứ coi. Người dân người ta vô tàu người ta chết biết bao nhiêu. Còn mình đây sung sướng, nó thật cái bạn mình dòm là mình dòm nước hoài, tại nó dòm tầng thì cứ dòm nước hoài chứ phải dòm tầng đâu. Nên mình nói là tôi chưa sinh cho tôi, từ hầu tôi bước vô đạo này tôi chỉ sinh cho tất cả dân dân đó tâm, mình khỏi sinh mình. Bởi vì con cái mình ngầu vô ngay chỗ đó là ở trên là trắng rồi. Cần gì sinh cho mình nữa. Mà sinh cho mình á, ví dụ cái phước của mình nó được không? Mừng. Mà sinh cho người khác mình thắng tâm. Dạ, đúng rồi, thắng tâm. Cho nên không cần sinh mình, ở trên đã nhìn thấy hết. Em mời anh luôn. Đúng không? Dạ. Đấy, đấy, cũng em, cũng cho mát. Dạ. Đó, cho nên á, nhiều người hỏi tôi có sinh ra không? Tôi nói không. Mình sinh cho mình thì mình ngầu đây mình gõ mỏ lên tên đã thấy rồi. Rồi cái nguyện sinh của mình cho bà con vạn dân bá tánh rồi này kia là ở trên đó, là cha mẹ tổ thầy mười phương cho Phật của quyền mình thấy hết rồi. Cần sinh mình tự động ta đổ của mình. Đâu mà tôi dọn tờ tiếng mất luôn. Mình không biết được gì. Dân quá khổ mình không biết được gì. Nói đại là cái dân Việt Nam mà thôi, khỏi cần nói tới nước nào nữa. Nhưng rất nhiều người khổ. Nhưng mà nằm mình thấy cái dịch này, thấy không? Nước mắt chảy. Mình mà mình không có khả năng. Tôi nói thật, tôi có khả năng, tôi không có nằm như già gì. Tất
cả vùng sâu vùng xa, tôi đi tất cả vùng sâu vùng xa, tôi sẽ giúp đỡ bà con, mà tôi trả mở cây gạo hay để làm gì. Nói nhiều khi mà nói lòng chàng, nó thật, tôi nếu mà tôi có khả năng, tôi đi tất cả vùng sâu vùng xa, và tôi cũng trả mở cây xăng cây gạo làm gì. Cái gạo về ngày nào công an việc làm người ta bỏ lại đó thứ ngàn chi mấy hai ký lại phải sức hàng gạo ví dụ chục hai chục cái số người ta lại đâu tôi trực tiếp nếu thật sự tôi là chính quyền không cho tôi trực tiếp tôi tới nhà tôi cho tiền trực tiếp không phải không giờ chính quyền vậy vậy đó có tình hình dịch vậy mà không có cảm tôi cho bà lại công năm ba năm nhưng mà tại vì lực bất khả thông mình nói cho mình chưa xong nói cho mình chưa xong cho nên chứ cũng thật nó có tánh tôi khổ vậy nè nhưng tôi có gạo tôi vẫn cho bà con quá nhấn ra chia ra đây là con ăn hả? Không, này cháu 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 tôi không có vợ trước thì nó cũng có cái bệnh nhưng mà giờ đây tôi lo mà giờ phải bây giờ anh cho anh hỏi là tình trạng của anh thứ mấy anh thứ năm ông đó thứ hai dạ ông thứ hai là như thế nào ông, nói chung là ông bệnh tâm thần á dạ khoa học lại có giấy tờ đàng hoàng mà xác minh đàng hoàng mà tụ giám định pháp y thành phố lên giám định đàng hoàng mà rồi có giấy giám định pháp y luôn rồi huyện cũng dám xuống giám định nói chung giờ có ngày ông lại ông nói chuyện với lại ví dụ là hai anh đó thì mấy câu đầu là ông nói được mấy câu sau là đậu qua nói chuyện với trên nếu mà người không có về tâm linh không gì mà tôi đây tôi đã hiểu ông nổi luôn mà sau lúc trước là như thế nào anh bị vậy ạ? Hồi đó cách nay hai cách không phải 26 năm ông bệnh này 26 năm và ông già ông làm thầy về tâm linh ông già ông làm thầy bộ hàng ngày là ông bà ông cứu giúp ông chứ không có thầy thì khi mất thì ông đó cũng có học rồi cũng đem đồ già cứ bị cầu tiêu buồn ngã người ta đem đường cầu tiêu rồi ông đem đó ông xuống cái bãi rác Đồng Thạnh ông nghe lại ông thầy là không biết chảy xuống bãi rác Đồng Thạnh bụng đứa nít mà người ta lẻ ông đem dẫn miệng bảo miệng sáu cô người ta nó dắt miệng cái nút khắc đó không biết mà cái nút vô mà vô được mà ra không được vô được mà ra được chào lớp nào bên của quyền bên nào bên đó hai bên đấu đá cho nên là mà nó thiệt đây tôi xin biết bao nhiêu tôi xin 6-7 năm hai cháu mà nói chung với nhà tôi xin là chắc có lẽ 20-30 năm nay rồi còn đích thân bên đạo tôi xin là 26 năm nhưng mà khi mà nói không phải khi mà tôi được bài trên chuyển cái điểm quen để mà cho quân kia thì tôi trực tiếp nói chuyện với lĩnh ông lĩnh bà trong góc tổ của quyền mình tức là khai thiên lập địa là đã có ông rồi ông là cha ông lược với cha tàng nghĩa đất thì có ông bên góc tổ của quyền rồi thì trực tiếp là cái hồi mà lượng mà cái thai nhi đó là lâu chưa 26 năm rồi 26 năm rồi thứ nó là tôi trực tiếp tôi mới hỏi anh vậy có cách nào để thì anh nói nhưng mà ông nói vậy giờ còn một cách hết nhưng mà con không có tiền mười phương tăng con làm gì giờ con có tiền con mà mười phương tăng vậy để chạy sao tôi muốn hỏi tiếp là vậy còn cái cách nào để cho hết anh thì ông đầu anh trả lại con cầu nguyện về thần kinh nào con cũng được mà
ba lần hồ này nè, đập bể hết, tay không đập bể rồi. Cho nên rồi có người mà nó khai quan mở nhãn, nói thần thánh khai quan nhữ quan nhãn gì, yeah. Nhưng con địa ông thằng tài, người ta thần thánh mà thần thánh khai quan điểm nhãn là sao? Từ ra những người gái mới khai quan điểm nhãn cũng bậc thánh ta lên. Bậc thánh là họ cao rồi mà khai quan là chỉ đó có là họ là khai quan cho mình nè. À, chỉ có là ví dụ khỉnh về người nào họ kể chút họ đem lại cho mình nhờ mình tụng kinh thời gian vậy cho người ta nghe kinh vậy thôi chứ con không có khai quan gì nhẹ. Tấu không tôi bắt đèn lên trên xét là mình là chỉ là tới cái chỗ bán là bật vô tri vô giác rồi nên mình về đây mình an vị để mình rước họ về để ngự ở đây thì cũng cái này y như chùa vậy đó. Chùa sao đây vậy? Thì những con xin lỗi mẹ thì mẹ lúc xưa mẹ sinh ra thì cũng giống như cục đất thôi. Ở chỗ bán đó thì cũng giống như cục đất thôi. Nên bằng con là thỉnh mẹ về đây, bằng con an vị mẹ rồi mẹ mới tới đây. Mẹ khi nào mẹ về mẹ chịu cái điểm quan. Yeah. Còn thật sự học trước.